Dạ, em chào cô chú anh chị các bạn. Giờ em đến huyện Cờ Đỏ để chia sẻ một hoàn cảnh của em gái. Trước đây cũng có một đời chồng, cô chú anh chị, và sau đó thì ly hôn và đi lên thành phố cùng cặp với một anh ở Khmer. Thì anh ấy đã tác động đến em gái. Khi mà phát hiện ra cô chú anh chị thì cơ thể đã bốc mùi và cái người tác động nó cũng ra đi luôn rồi cô chú anh chị. Giờ thì em đã đến thị trấn Cờ Đỏ, ấp Thới Hòa B để chia sẻ cái hoàn cảnh của em gái. Và giờ đây thì cũng gần tới cái thời khắc quan trọng là đưa tiễn em đi của chú anh chị. Thì chúng ta sẽ nghe đến cái sự việc như thế này nha cô chú anh chị. Đây là trước mắt là mẹ của chị đó cô chú anh chị. Người mẹ đang ngất xỉu ở trước cổ quan tài của em gái đã ra đi cô chú anh chị. Đây là mẹ ruột của chú anh chị. Giờ đây chúng ta thấy người mẹ đang phía trước quan tài của em để khóc và kể lễ của chú anh chị. Em là Lý Thị Quyên, sinh năm 1992 của chú anh chị và đã từ trần vào lúc 21 giờ ngày 18 tháng 6 năm 2023. Giờ đây thì cô đang rất là xúc động của chú anh chị. Năm 92 thì em còn rất là trẻ như các bạn. Đây là hình ảnh của em. Đây là con của chị gái. Chị gái, con của chị gái. Em không may thì cũng tác động của người tình và đã ra đi thay mặt cho chúng tôi. Và sự việc thì em cũng bị một người tình của mình đã tác động đến em và đã ra đi, và cái người tình đó của chúng chị cũng chọn con đường là chiêu khổ để thị vận của chúng chị. Không bảo được rồi đó. Thì đây là người mẹ đang phía trước người cứu được. Dạ, con chào cô ha. Thì cô đây là em Quyên, là cái nguyên nhân là mắc là như thế nào hả cô ha? Chồng nó giỡn gây lộn về thành phố chứ tôi cũng không có biết nữa. Dạ. Nghe thôi, công an huyện hả? Nói là cô phải con má của tôi Quyên hả? Quyên thì Quyên không? Con cô chết rồi. Dạ. Công an ta nói vậy, rồi mình về báo cho ông nhà chồng biết. Người ta báo tin là bà đi ngoài chợ trong bắt có xanh á, chịu bắt có xanh á. Là cô nghe tin là cô xỉu luôn hả? Quyên là sao với anh kia hả cô? Sống hai đứa sống chung 2 năm mấy rồi. 2 năm mấy rồi. Dạ. Và nghe nói là anh kia cũng ra đi luôn hả cô? Dạ. Treo cổ luôn. Treo cổ. Rồi nhỏ này trước khi em ra đi đó cô, là có từng điện gì kể lễ là hai chồng có xích mích gì không hả cô? Không kể, tôi nói
tại vì nhỏ thì nó sợ mẹ em buồn. À. Hai chị em là tâm sự nhau mà có chuyện gì. Vậy là chị này với chị là nói chuyện với chị không ha? À. Mỗi lần nói bị thằng đi quánh là nó cũng chạy qua quán em, hai chị em cũng tâm sự với nhau. Tại em ở Sài Gòn em mở quán nhậu á. À. Đâu, vậy là chị quán ở trên thành phố luôn. Để gì cho tôi nghe hết chứ. Nó chạy qua em, tôi giống như từ đây chạy ra chùa vậy đó. À. Hai chị em nói chuyện với nhau thôi. Nó bị đánh bị gì là nó. Cái người mà xảy gây cái sự việc đã có gì nha, cho lần nào cho cô? 4 năm lần. Vì sao hai năm mấy không có chị chơi hoài à. Lễ 30 tháng 4 chứ à, Tết rồi Tết Khmer thì nó cũng qua đây cũng về đây. Có còn nhiều bên nhà bà ngoại rồi chứ. Chồng nhỏ đi chơi á. Cái này mình phát hiện là khoảng mấy ngày mới gặp hả chị? Thi thể của bé này là thối rồi, còn thi thể của nó chưa có thối. À, có nghĩa là bé này đã đi chết trước. Đi chết trước mà mình không biết chết là trước nó 1-2 ngày mình không biết. Dạ. Nhưng mà thi thể nó đã sình rồi. Mình hạn chế nó từ chết cho chị, nó từ mất đi. Là công an người ta nói là thi thể thối rồi. Thối à? Không có cho ấy. À. Chị quắn cái bình tĩnh thôi. Rồi đem đi nhà xác rồi. Là cái đó là mình có giải phẫu pháp y gì không ta? Hả? Có giải phẫu pháp y gì không? Có. Có. Có nhà thương á. Thầy nấu vô nhà xác đó thí nghiệm tử thi đó. À. Mới biết nhỏ này bị có bể cổ họng. Bể cổ họng. Chắc có lẽ là chị này mất trước khoảng 1-2 ngày vậy anh kia mới. Rồi nó còn đi ra mua thuốc hút mà. Ờ à, vậy hả? Nó quánh lộn xong rồi nó đi ra mua thuốc hút. Đó, rồi nó còn nói với ông già kia, nó nói tôi mới quánh lộn xong. Ông già kia hỏi mày quánh lộn dai. Ông biết tôi quánh lộn rồi, ông hỏi chi nhiều vậy. À. Cái này là khoảng bao nhiêu giờ nữa mình sẽ tiễn em đi ha? Đi 5 phút nữa rồi đi. 5 phút nữa rồi đi. Cái này là mình tiễn đi đâu hết chị? Đi vô là thiêu số 3 nè. Thiêu số 3. Đây tới đó khoảng bao nhiêu mét ha? 2 cây số. Ngoài ra hai cây luôn. 2 cây mấy là từ nhà mà chạy ra chùa vòng đây là 3 cây, 2 mấy cây. Thì em Quyên này ra đi thì có để lại mấy đứa cháu ha chị? Một đứa con. À. Đứa con đó là nghe nói là của đời trước hả? Đúng rồi. Là của chồng trước. Của chồng trước. Chồng trước là nghe nói là người nước ngoài đúng không? Dạ, người Trung Quốc. Đây là con của em Duyên. Con rồi thấy khổ quá, mới mang bụng 3 tháng, mang về đây nói gì về đây xanh, tôi là giấy tờ ở đây luôn. Lấy họ Lý luôn rồi. Mẹ luôn. Giờ nó học lớp 1 rồi. Tới năm lớp 2 thì tòa đi bộ không mấy chú ơi. Dạ. Đây đi lội lên trường khoảng đi bộ, dẫn cháu đi bộ. Thế là tới giờ được đẩy hút vợ anh hai. Bé Nguyên là thuốc mấy trong gia đình đó cô? Tức cứ giờ mình cứ việc làm ha. Tới giờ thì gia đình cứ việc làm. Dạ, cứ làm đi, tới giờ gia đình cứ việc làm. Dưới cơ thể của bé cũng bốc mùi hả chị ha? Đúng rồi. À, Quyên là người thứ mấy trong gia đình hả chị? Út luôn. Út luôn hả? Em thứ 5. À. Nó 31 tuổi. 31 tuổi. 31 tuổi luôn, tuổi già. Dạ. Cái khi nó bị chết rồi là nó còn liên lạc về điện thoại gửi cho mẹ em chịu bữa là nghe chủ nhật là điện thoại đó là tham ăn là em nghĩ nó chết bữa chủ nhật tại vì thứ bảy nó còn gửi tiền về nó còn liên lạc gửi tiền về cho mẹ em chịu bữa mà buổi sáng thứ sáng chủ nhật rồi mẹ em được tiền rồi là điện không được chủ nhật thì không được thứ hai thì không được thứ ba là công an báo là nó mất. Cái người chồng này là công việc chính là gì hả chị? Là làm dây điện á. À. Nó thằng đó làm sửa bán ốc vít rồi đó, ốc vít rồi và bên thiện cái dây điện rồi đó. Nó làm trong có 12 năm rồi. Nó làm đó 12 năm. Là cái người đó là cũng thường đánh đập em Quyên này ha. Dạ. Cũng thường tác động đến em Quyên ha. Dạ đúng rồi, quánh hoài à, nói qua tâm sự với em hoài à. Nếu mà em khỏi bỏ rồi là em cho anh ấy rồi. Người ta thì em xóa. Thôi, tâm sự ở không được thì bỏ đi con ơi, nói
tội nghiệp. Đó, Sài Gòn chỉ có hai chị em gái thôi. Tội có anh Tư sinh hai lần sau, không gái sao không dám tâm sự. Lo cho mẹ em gái mà nó không dám tâm sự nữa mà sợ ba buồn. Nó giấu không à, giấu em nữa, em những gì em giấu mẹ em đâu có dám nói. Giờ là 8 giờ rưỡi rồi đó chị. Mẹ tới giờ cho em nó đi. Rồi tới giờ các bạn. Anh ơi, anh 9 giờ. 9 giờ hả cô? Dạ. 8 rưỡi rồi đó. 8 rưỡi rồi. Bây giờ thì đến giờ động quan của chú anh chị thì cô chú anh chị hãy xem tiếp cái video kế tiếp nha cô chú anh chị.